Cổ Bình Bia. Em ở lời từ ngoài năm tháng. Ừ. Này, quay đằng trước đây. Giờ câu hỏi này. Ok, chào tất cả các chị em đang tham gia buổi live ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay có mẫu mới về các chị nhá. Vậy xinh mới về cực kỳ là xinh luôn. Thì ngày hôm nay chị gái nào mà mình tham gia buổi live stream ngày hôm nay, chị gái nào mà mình có câu trả lời đúng, mình sẽ được tặng ngay một chiếc váy cực kỳ là xinh đẹp ở đây. Các chị có thể chọn váy dạ hoặc là váy ren đều ok luôn. Và các chị nhớ giúp em là ngày hôm nay chị gái nào mà mình có câu trả lời đúng, mình sẽ được chọn nhá. Mình sẽ được chọn một chiếc váy ren hoặc là một chiếc váy dạ, tùy theo sở thích của các chị gái mình luôn. Cho nên là chị gái nào mà mình đang tham gia live stream ngày nay thì nhanh chóng cho em xin dấu chấm tương tác hoặc là một cái vẫy tay để biết đường truyền đang tốt. Ngày hôm nay em sẽ mở ra một cái chương trình mini game để tặng váy cho những chị gái nào mình có câu trả lời đúng được chưa nào. Mình hôm nay mình cứ có câu trả lời đúng là mình được tặng ngay một chiếc váy ren hoặc một chiếc váy dạ, tùy các chị lựa chọn. Ok, chào những chị gái đầu tiên được chưa nào. Ok này, xem tất cả các chị gái mình đã để lại dấu chấm tương tác ở đây rồi. Thế còn những cái chị gái nào mình đang tham gia live stream ngày nay mà chưa để lại dấu chấm tương tác thì nhanh chóng để lại cho em dấu chấm tương tác nha. Ok ạ, rất là nhiều chị gái mình đang hỏi váy ren ngày hôm nay bao nhiêu tiền ạ. Ngày hôm nay váy ren lẫn váy dạ ngày hôm nay bên em xả kho đồng giá 169.000 các chị gái nhá. Và hàng đều có đầy đủ size số S, M và L luôn. Nhưng mà đầu tiên chị gái nào mình muốn được tặng free một con váy ren như nào mặc hoặc là váy dạ, nói chung là váy nào cũng được, nói chung là cứ xuất hiện trong số livestream ngày hôm nay là bên em tặng. Chỉ cần các chị gái làm gì ạ? Có câu trả lời đúng thôi các chị gái nhá. Cứ đúng có rồi. Câu trả lời đúng là bên em tặng liền luôn đấy ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái váy này rồi cái toàn bộ váy xuất hiện trong số livestream ngày hôm nay sẽ có đồng giá là 169.000. Nhớ giúp em, nhưng mà đầu tiên mình sẽ có một cái mini game nhỏ 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 để tặng quà cho những chị gái nào mà mình có câu trả lời đúng ạ. Có câu trả lời đúng của câu hỏi của bên em là gì ạ? Đầu gì không có tóc ạ? Theo các chị là đầu gì không có tóc? Các chị comment nhanh cho em câu trả lời được chưa ạ? Chị nào cứ có câu trả lời đúng là mình được tặng ngay một chiếc váy ren hoặc một chiếc váy dạ, tùy các chị lựa chọn luôn nào. Đúng rồi, câu hỏi ngày hôm nay của bên em chơi những cái câu cực kỳ là đơn giản luôn. Ok chị gái Vũ thì trai anh chốt luôn đơn hàng cho chị gái nhá. Rồi ok này các chị gái mình tập trung đi, tập trung và đoán câu hỏi để mình được tặng free một con váy ren các chị gái nhá. Váy ren hoặc là váy dạ tùy luôn, kích cỡ, size số, màu mè các chị gái mình lựa chọn lựa thoải mái cho em luôn. Chỉ cần làm gì ạ? Chỉ cần có câu trả lời đúng thôi này. Ok này, em đã thấy bắt đầu một số chị đang comment rồi ạ. Ok này, đầu tàu ạ. Đầu gì mà lại không có tóc các chị gái ơi? Những cái loại thể loại đầu gì mà không có tóc là các chị gái liệt kê hết vào đây. Liệt kê hết vào đây. Xong đó em bắt đầu gợi ý các chị gái nhá. Bao giờ gợi ý cho ra đáp án thì thôi. Nhưng đầu tiên cứ nghĩ là đáp án là gì thì mọi người comment cho em nhá. Ok này, đầu gối này, rồi ok đầu tàu này, đầu gì nữa mọi người ơi? Đầu gì nào comment không giới hạn luôn mọi người nhá. Comment không giới hạn, nghĩ là cái câu nào là đúng thì comment đúng cho em. Đúng rồi, đúng đó. Rồi, các chị ơi nhớ tập trung vào cho em à. Rồi cái câu này có vẻ không hay đúng không ạ? Em chuyển qua một câu khác các chị nhá. Em chuyển qua câu này cho có vẻ hấp dẫn hơn để mọi người cùng chơi cho nó vui được chưa nào. Theo mọi người là đường gì không ăn được ạ? Rồi cái còn cái câu đầu này có vẻ không xôm cho lắm được chưa nào? Đúng rồi, ok em sẽ chuyển qua cái câu này nhá. Em sẽ chuyển qua câu này này. Câu này ok này, bây giờ em sẽ chuyển qua cái câu hỏi này các chị gái nhá. Đó chính là gì ạ? Đường gì mà không ăn được? Các chị gái mình nghĩ là cái loại đường gì mà không ăn được thì nhanh chóng comment cho em nào. Ok này, đường gì mọi người ơi? Đường gì? Đây em chuyển qua câu hỏi rồi nhá. Em bắt đầu chuyển qua câu hỏi rồi. Comment cho em là gì ạ? Câu trả lời mọi người nghĩ là đúng nhất này. Nhớ là rủ bạn bè người thân vào đây đi để cùng chơi và nhớ đâu lại mình lại cùng trúng được các chị gái nhá. Hôm nay chơi bất chấp luôn. Đúng rồi, ngày hôm nay chị nào mình cứ có câu trả lời đúng là mình được tặng váy. Các chị có thể tặng váy ren như em mẫu đang mặc hoặc là váy dạ đều ok luôn được chưa nào. Các chị cứ có câu trả lời đúng là em tặng không cần phải bất chấp như nào luôn được chưa nào. Ngày hôm nay bất chấp tặng
nặng bất chấp luôn này. Ok này, đường sắt rồi, cái đường tang rồi, cái đường gì mọi người ơi, đường gì mà chúng ta không ăn được ạ? Nhanh chóng vào comment cho em câu trả lời mọi người nghĩ là đúng nhất. Bao giờ có câu trả lời đúng là bên em bắt đầu tặng quà luôn các chị nhỉ. Chỉ cần có câu trả lời đúng là tặng quà, luật chơi vô cùng là đơn giản luôn. Tặng váy gì cũng được các chị nhỉ, chọn màu chọn mã thoải mái cho em này. Ok này, đường tăng rồi, cái đường cao tốc ạ, rồi cái đường gì đây mọi người ơi, đường gì mà không hề ăn được mọi người nhỉ, không hề ăn được một chút đúng gì rồi đâu. Các chị ơi, đúng rồi. Đấy, các chị ơi, comment nhanh cho em là đáp án của bên em ngày hôm nay chỉ có hai từ thôi. Đáp án ngày hôm nay của bên em chỉ có hai từ thôi, theo các chị là đường gì mà mình không ăn được, rồi cái đường đi đường đời ạ, rồi cái đường cao tốc ạ, rồi cái các chị cứ comment thoải mái lên cho em. Đúng rồi, comment tẹt tèn tèn luôn các chị nhá. Cứ nghĩ đến câu trả lời nào là comment cho em, comment bất chấp luôn được chứ nào, 1000 comment cũng bao được luôn cho em được chứ nào. Ok này, đường hư rồi, kê đường nhựa rồi, kê đường đi, em thấy rất là nhiều các chị gái mình comment rồi. Bao giờ có câu trả lời đúng là em bắt đầu dừng luôn nhá. Bao giờ có câu trả lời đúng em bắt đầu dừng luôn. Em gợi ý đầu tiên cho mọi người này, đáp án ngày hôm nay của bên em có hai từ các chị gái nhá. Đáp án ngày hôm nay của bên em có hai từ mọi người ơi, và chắc chắn là sẽ có từ đường ở đây rồi. Ok, và em đang mặc bao nhiêu tiền ạ? Đây các chị có thể nhìn thấy giá nhá. Váy dạ, váy ren ngày nay đồng giá xả 169.000. Nhưng mà đầu tiên em sẽ chơi mini game để tặng free một chiếc váy dạ, một đúng chiếc rồi, váy ren. Ok, được chứ nào. Đường điện ạ, à, rồi cái đường tắc là đường đi ạ, à, các chị ơi. Rồi, các chị comment chia sẻ cho em đi ạ, à, mỗi người chị gái nào ngày hôm nay mình có đúng câu rồi trả lời đúng, mình chia sẻ tối thiểu 10 lần là mình được tặng một chiếc váy ren hoặc một chiếc váy dạ. Các chị nhớ giúp em ngày hôm nay, chị nào có câu trả lời đúng và chia sẻ đủ mình sẽ được tặng. Còn nếu mà chị nào không có hội nhóm chia sẻ, mình ở lại livestream mình mua váy với giá 169.000. Mua được váy rồi, với giá xả cho em nhá. Rồi kê đường gây đường đời ạ, rồi kê đường đất ạ, rồi kê. Em gợi ý luôn đáp án ngày hôm nay của bên em có hai từ các chị gái ơi. Đáp án ngày hôm nay của bên em có hai chữ từ các chị gái nhỉ. Ok để đường link ạ, rồi kê các chị gái mình rất là thông minh luôn. Gợi ý à, ra những cái đáp án mà em thực sự là em cũng không nghĩ ra là có những cái đường đấy đâu. Ok cho em nào, rồi kê đường gì đây các chị gái ơi, đường này là một loại đường gì, em gợi ý đầu tiên cho mọi người này. Đáp án ngày hôm nay của bên em có hai từ. Hai, bao nhiêu chị đang tham gia livestream ngày nay đã chia sẻ buổi livestream ngày nay cho em chưa? Ok này, đường lộ ạ, rồi các em chỉ nghe đến đường quốc lộ thì đường lộ là đường gì chị gái ơi, đường gì nào, đường ngọt ạ, đường này không ăn được nhé các chị gái nhá, đường này sẽ không ăn được nhé các chị gái nhá, không phải là đường ngọt đâu, đường này không ăn được, mọi người có nhìn thấy chữ không ạ? Không ăn được mọi người nha, không ăn được bất đúng rồi, ok thế thế nào, theo các chị là đường gì đúng mà rồi không ăn được, em xin phép gợi ý luôn ạ. Đáp án của bên em có hai từ, đáp án của bên em có hai từ, và đây đúng là rồi một loại đường, đây là một loại đường để chúng ta đi lại được chưa nào, đây là một loại đường để chúng ta đi lại, đường này là đường gì ạ, đường này là đường gì. Đúng rồi, nhanh chóng comment cho em nào câu trả lời mọi người nghĩ là đúng nhất, và kèm cho em chữ đã chia sẻ mọi người nhá. Ấy nhớ là phải chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em hai lần trên tường gì đấy, hai lần trên tường và 10 lần nội nhóm cho em nhá, hai lần trên tường và 10 lần nội nhóm cho em là mình có câu trả lời đúng này. Đường đúng này rồi, là một loại đường để đi rồi. Đường để đi mọi người. Đường này là đường để đi các chị ơi, đường này là đường gì ạ? Rồi ok chị gái nào ngày hôm nay mới tham gia livestream em phổ biến lại nhá. Ngày hôm nay chị gái nào mà mình có câu trả lời đúng, mình có câu trả lời đúng, mình chia sẻ đủ 10 lần và các hội nhóm mình sẽ được tặng free một chiếc váy ren hoặc một chiếc váy dạ bất kỳ luôn được chưa nào? Theo các chị là đường gì mà không ăn được chưa nào? Đường không ạ, đường nhựa, đường thủy, đường công ạ, rồi ok. Các chị gái mình đang đi đúng hướng rồi. Các chị gái mình đang đi đúng hướng rồi đúng không ạ? Đây đáp án mọi người có thể nhìn thấy này. Đây đúng rồi, đường thủy đúng rồi, đang là một cái đường đi đúng không ạ? Đường tình, đây là một loại đường có thật các chị gái nhỉ? Đây là một loại đường có thật này, rồi cái chưa có chị nào trả lời đúng này. Nhanh chóng lên nào mọi người ơi, em đang gợi ý này, em đang gợi ý rất là gợi ý cho mọi người đây. Đường này là đường gì mọi người có thể nhìn thấy đáp án của bên em. Đáp án ngày hôm nay của bên em có hai từ đúng không ạ? Từ đầu tiên mọi người nhìn thấy đó là từ đường, bên em sẽ chơi mini game rất là nhanh thôi. Gợi ý tới bến, gợi ý bao giờ ra đáp án thì bắt đầu em bắt đầu dừng mini game này. Ok này, đường thủy chưa chính xác rồi chị gái ơi. Nhớ là phải chia sẻ livestream cho bên em hai lần về tường, 10 lần hội nhóm để bên em có thể công nhận đó là đáp án đúng được không ạ? Ngày hôm nay chị gái nào mình cứ có câu trả lời đúng, mưa kèm 10 lượt chia sẻ, bên em tặng luôn, tặng ngay và tặng liền một chiếc đúng váy rồi ren bất kỳ luôn các chị gái nhá. Váy ren hay váy dạ đều ok đúng luôn được chưa nào? Theo các chị là đường gì mà không ăn được ạ? À? Rồi ok, đường đúng gì ạ? À? Đường thủy chưa đúng, đường bay chưa đúng, đường nhựa chưa đúng rồi. Đúng theo rồi các chị là đường gì? Đường ven chưa đúng rồi. Đường này không ăn được cơ mà. Không đúng ăn rồi được. Đây mà đây là một loại đường để chúng ta đi lại. Đây là một loại đường giao thông nhá các chị nhá. Rồi cái đường này là đường gì ạ các chị ơi? Đường này là đường gì các chị ơi? Đáp án của bên em có hai từ. Từ đầu tiên là từ đường, từ tiếp theo em xin phép gợi ý cho các chị này. Đúng rồi, em bắt đầu gợi ý luôn cho các chị gái nhá. Gợi ý luôn, gợi ý luôn và gợi ý ngay cho các chị gái mình đây. Đây, em bắt đầu chuẩn bị lôi lên này. Đúng okay rồi này các chị ơi, nhớ cho em này.
các chị comment cho em đầy đủ chính tả và ngữ pháp luôn. Đúng đường rồi. Gì mà không ngăn được. Chị gái nào ngày hôm nay mình có câu trả lời đúng và mình chia sẻ buổi live cho em tối thiểu 10 lần vào các hội nhóm được chưa nào? Đáp án của em đây ạ. Đường này của em là đường gì ạ? Rồi ok, đường này bay. Của em là đường gì? Rồi ok, đường ven đường đi ạ. Rồi ok. Đường bay thì từ bay nó chỉ là ba từ đúng các trẻ ơi. Ok này, đường ngầm ạ. Rồi ok, đây các trẻ ơi, mình nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Mọi người có nhìn thấy gợi ý của bên em không ạ? Đây, từ đầu tiên là từ đường, từ thứ hai của bên em có chữ cái từ A. Chữ cái A là chữ cái thứ hai này các trẻ ơi. Nhanh chóng vào comment cho em câu trả lời, kèm cho em chữ đá chia sẻ mọi người nhá. Ok rồi, này, ok các chị ơi. Rồi ok các chị nhanh lên. Đã thấy có chị có câu trả lời đúng rồi các chị ơi. Nhớ giúp em này, em bắt đầu gợi ý nhá. Rồi ok, từ đấy giờ chưa có ai trả đúng, bây giờ chưa gợi ý. Đường để đi cơ mà. Đường này là đường để đi và ở làm sao ạ? Rồi ok. Cái đường này nó không hề đông người đâu ạ. Cái đường này nó không hề đông người các chị nhá. Không đúng hề rồi. Đông người luôn. Đường này của em là đường gì ạ? Không hề đông người các chị nhá. Rồi ok. Các chị comment cho em câu trả lời kèm chứ đã chia sẻ, em đã thấy có câu trả lời đúng rồi nhưng mà đúng chưa rồi. Có ai đã chia sẻ cả. Đúng đã rồi. Thấy có câu trả lời gần chính xác rồi nhưng mà chưa có ai đã chia sẻ được cho nào. Đúng rồi. Ok này, đường vạch rồi cái đường tăng rồi cái đường băng. Đúng rồi, các chị gái mình đang comment rất là nhiều những cái đáp án khác nhau luôn. Nhớ là phải chia sẻ live stream cho em. Hương Mai đã chia sẻ live stream cho em nha. Na Na này, Mai Lâm này, Quỳnh Anh yêu Su Ti, chị gái đã chia sẻ live stream cho em thế nào. Nhớ là comment cho em câu trả lời kèm cho em chữ đá chia sẻ mọi người nha. Ví dụ như chị gái Ngọc Doan nên chưa để chữ đá chia sẻ này. Đường băng chưa để chữ đá chia sẻ đâu nào. Mọi người đang comment rất là nhiều đáp án. Đúng nhưng rồi. Mà quên mất việc là mình đã phải chia sẻ live stream ngày hôm nay đúng không ạ? Việc chia sẻ quyết định là việc các chị gái mình có được tặng váy nhem nào mà không. Có câu trả lời đúng, chia sẻ đủ 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm bên em tặng. Còn không chia sẻ bên em không tặng nha chị gái nhá. Ok, đường phèn không phải là đường không ăn được đâu chị gái ơi, đường phèn mình ăn được mà. Đấy, đúng chưa ạ? Rồi ok, rồi, đúng rồi. Rất nhiều người mình đã có câu trả lời gần chính xác rồi nhưng mà nhớ giúp em này. Đúng rồi. Đáp án của em đây ạ. Rồi ok, theo các chị là đường gì? Đường này của em là một loại đường để chúng ta đi lại và các phương tiện nó rất là vắng. Nó rất là vắng chứ nó không hề đông được chứ nào. Đường này là đường gì ạ? Đường này là đường gì mà chúng ta không ăn được? Và đặc biệt đây là đường để chúng ta đi lại được chứ nào các chị gái đúng ơi. Rồi. Rồi ok, váy ngày hôm nay em xả hết toàn 169.000 được chứ nào. Giá các chị đúng nhá. Rồi ok, chị gái nào mà mình đã chia sẻ rồi comment nhanh cho em. Câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ được chứ nào. Đường này phương tiện đi lại rất là ít luôn được chứ nào. Đúng rồi, hiện tại bây giờ hệ thống kỹ thuật bên em đang vào trang cá nhân kiểm tra tất cả những chị gái nào mình có câu trả lời và kèm cho em chữ đá chia sẻ đấy ạ. Cho nên chị gái nào mình không có chữ đá chia sẻ em xin phép được bỏ qua các chị gái nhá. Không có chữ đá chia sẻ em xin phép được bỏ qua. Còn chị gái nào mình có chữ đá chia sẻ trong cái đáp án của mình thì bên em xin phép được vào trang cá nhân kiểm tra tất cả các chị đúng gái rồi, mình được không ạ? Ok, được chưa nào? Đường này của em gợi ý luôn, đường này của em xuất hiện ở trong các vùng quê đúng các rồi. Chị nhá. Xuất hiện ở các vùng quê ạ. Rồi các em gợi ý sát xin xỉn như này liệu có ai không đúng trả rồi. Lời được nữa được không nào? Rồi ok, nhưng mà bây giờ những chị gái nào mình có câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ bên em mới vào kiểm tra để tặng quà thôi. Còn nếu mà chị nào mà mình không có chữ đã chia sẻ em lập tức hủy đơn hàng luôn được chưa nào? Đấy đúng rồi này, em đã gợi ý cho các chị giá như thế nào ạ? Đường này xuất hiện ở vùng quê và rất là ít người lại đi lại chả nhỉ? Đường này xuất hiện ở vùng quê và rất là ít người đi lại thì các chị gái mình nghĩ là cái loại đường gì ạ? Nhanh chóng rồi, ok đúng rồi bây giờ đang là 12 chị đã có câu trả lời đúng rồi. Hệ thống kỹ thuật bên em đang ghi lại nhận lại là 12 chị đang có câu trả lời đúng rồi. Các chị gái mình đang đi đúng hướng rồi đấy. Các chị gái mình đang đi đúng hướng rồi. Ok này, đường vắng chưa chính xác đâu chị gái ơi. Đây nhìn cho em. Nhìn cho em đáp án đây, đáp án đúng đây rồi. Và đáp bây án giờ đây. Em đã ghi nhận đến 18 chị có câu trả lời đúng rồi. Nhưng mà nhớ cho em là 18 chị nhưng mà chỉ có 11 chị chia sẻ thôi. 11 chị gái mình chia sẻ thôi thì không thể nào mà tặng quà được nha các chị nhá. Nhớ cho em có câu trả lời mình phải chia sẻ. Nếu mà mình chỉ comment câu trả lời trên này mình không chia sẻ mình không được tặng váy đâu. Phần quà ngày hôm nay của em là một chiếc váy dạ hoặc một chiếc váy ren cực kỳ là xinh như này. Được chưa nào? Các chị gái nhớ cho em mình tập trung vào cho em nghĩ là mình chia sẻ 10 lần là nhanh. Nhưng mà 10 lần nhiều chị chia sẻ 10 lần thì nữa hiện lên đúng một lần thì là đúng rồi. Ok này, đúng rồi chị gái Misu đường làng đã chia sẻ bên em vào luôn trang nhân kiểm tra đây. Thu Nguyễn đường làng em vào luôn trang nhân kiểm tra đây. Rồi cái đường vắng hoa đông em vào luôn trang nhân kiểm tra đây. Tất cả những chị gái nào mình cứ có chữ đã chia sẻ là bên em vào trang nhân kiểm tra. Không nói nhiều các chị gái nhá. Nhớ nhá, ngày hôm nay trả lời đúng chia sẻ đủ bên em tặng free một chiếc váy ren hoặc váy dạ bất kỳ màu mã size số cho chị gái mình thoải mái lựa chọn luôn cho em được chưa ạ? Bây giờ đây chỉ còn một ít phút nữa thôi. Đúng rồi, bây giờ bên em đang vào trang cá nhân kiểm tra tất cả các chị gái rồi. Các chị gái mình đợi em một chút xíu nữa nhỉ. Đợi em chỉ trong vòng 30 giây nữa thôi là bắt đầu có kết quả liền luôn này. Ok cho em ạ. Rồi cái đường danh này, rồi cái đường đúng làng rồi, này. Ok này,
rồi, ok, em vừa kiểm tra thì nhân viên kỹ thuật của em vừa báo là chị ơi mới chỉ có số lượt rất ít thôi, bây giờ các chị mới chia sẻ có 4, 5, 6 lần thôi, bởi vì sao hội nhóm nó chặn hoặc là các hội nhóm nó đang chờ phê duyệt. Cho nên các chị gái nhớ giúp em mình phải chia sẻ đủ 10 lần lên thành công. Nếu mà đang chờ phê duyệt thì đợi 1 tiếng sau người ta mới phê duyệt, làm sao mà em tính được cái thời điểm em công bố được, được chưa nào? Chị gái nào mình có câu trả lời đúng mình comment cho em. Câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ. Đường này là một loại đường mà chúng ta giao thông trên đường. À, chúng ta đây là một đường để chúng ta đi lại, nhưng mà đường này rất là vắng và được xuất hiện ở các vùng quê rất là nhiều, được chưa nào? Theo các chị là đường gì, và các chị gái nhớ giúp em mình tập trung vào những chị gái nào mình được 5-6 lần chia sẻ, mình chia sẻ cho em đủ 10 lần. Bởi vì sao? Nhiều chị cứ tưởng mình được 10 lần rồi, tí nữa hiện lên bảo bên em kiểm tra hiện lên đúng có 3-4 lần thôi. Cho nên là các chị nhớ giúp em mình chia sẻ dư dư ra 2 lần về tường cá nhân, 15-16 lần về các hội nhóm để đủ 10 lần được lên công khai, được chưa nào? Đúng rồi, hiện tại bây giờ các chị gái mình đang bắt chước nhau rất là nhiều các chị gái nhá. Hiện tại đến thời điểm này rất là nhiều chị các chị gái mình có cái đáp án của nhau. Nhưng mà chị gái nào mình chia sẻ đủ bên em mới tặng quà, không chia sẻ đủ bên em lập tức bỏ qua và hủy quà các chị gái nhá. Cho nên là mình đã mất công chơi rồi, đã mất công đoán rồi. Nếu mà mình không chơi không đoán thì nó lại là một nhẽ đúng không ạ? Còn đây mình đã mất công đoán rồi, đã mất công rồi, chia sẻ 1-2 lần rồi thì cố nhắn cho em đầy đủ 10 lần chia sẻ để mình có câu trả lời đúng, chia sẻ đủ là mình được tặng luôn quà các chị nhá. Ok này, đường yêu chưa chính xác rồi chị gái ơi. Đường vắng chưa chính xác rồi này. Rồi đường ok, đúng đây? Rồi các chị ơi, bên em chuẩn bị xin phép là chuẩn bị kết thúc cái chương trình mini game này để chốt cái lượt chia sẻ của các chị. Và trong cái trường hợp ngày hôm nay rất nhiều người mình đang copy cái đáp án giống nhau. Có nghĩa là bây giờ mọi người đang copy đáp án giống nhau ấy ạ. Bên em không thể nào mà thống kê được nữa rồi. Thì bây giờ em sẽ chọn ra những chị nào. Em sẽ chọn ra 5 chị mình có lượt chia sẻ nhiều nhất, được chưa nào? Ngày hôm nay lượt view, lượt share cũng không lên được nhiều, cho nên em sẽ tặng cho 5 chị mình có lượt chia sẻ nhiều nhất cho em. Bởi vì nếu mà các chị không chia sẻ là mình không được quà đâu. 5 chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất từ trên xuống dưới, em sẽ tặng free cho 5 chị này. Rồi cái váy đang mặc toàn bộ đồng giá 169.000 các chị nhá. 5 chị mình ngày hôm nay có lượt chia sẻ nhiều nhất từ trên xuống dưới cho em. Em đang ghi nhận chị gái có lượt chia sẻ nhiều nhất bây giờ là 32 lần là chị gái chia sẻ nhiều nhất. Ngày hôm nay em sẽ dành tặng cho 5 chị 5 cái váy, các chị có thể chọn váy ren hoặc váy dạ tùy thích, được chưa nào? Bây giờ em sẽ phép kết thúc cái chương trình mini game này. Đúng rồi, váy ren đồng giá 169.000, được chưa nào? Đáp án ngày hôm nay của bên em đấy chính là đường làng, được chưa nào? Đường làng. Đường làng là câu trả lời chính xác ngày hôm nay. Và nhớ rồi, em sẽ chọn ra 5 chị mình có câu trả lời là đường làng kèm đã chia sẻ. Chia sẻ cho em nhiều nhất ngày hôm nay, được chưa nào? Còn bây giờ em sẽ dành cho các chị 5 phút để các chị mình tập trung và chia sẻ cho em. Sau 5 phút nữa các chị quay lại đây, em tặng free cho 5 chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, được chưa nào? Bây giờ em chuyển qua xả hàng. Sau 5 phút nữa các chị nào mà đã rời live stream mất quà, chị gái nào mà đã chia sẻ ở lại live stream đến cuối cho em, 5 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất được tặng quà cho em là đường làng kèm chữ đã chia sẻ, được chưa nào? Đúng rồi, còn bây giờ bên em xin phép được quay ra xả hàng ngày hôm nay các chị nhá. Đúng rồi, hàng váy của bên em đều có đầy đủ size các chị gái ơi. Em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm váy ren mới về cực kỳ là hot luôn các chị gái nhá. Em xả từ bao nhiêu tiền ạ? 350.000, ngày hôm nay em xả chỉ còn là 169.000 một con váy như em đang mặc thôi. Em đang mặc đây là tông màu be, ngoài ra bên em còn có tông màu đen và tông màu trắng. 3 tông màu cho váy ren, 350.000 em giảm còn 169.000. Chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc, đó chính là gì ạ? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Hàng có đầy đủ 3 size, size S, size M và size L. Từ 40 đến 58kg là mình có size vừa cho em nhá. Cận cảnh chất liệu hoàn toàn 100% là ren phối bi lưới. Hoàn toàn 100% chất liệu ở phần váy này là chất liệu là u mì Hàn Quốc các chị ạ nhá. Co giãn 4 chiều luôn. Đúng rồi. Từ 40 đến 58kg là mình có size vừa cho em này. Đúng rồi, phần tay váy là bi lưới cực kỳ là xinh luôn các chị nhá. Phần đây là bèo này, bèo nhúm cả đằng trước cả đằng sau luôn các chị nhìn cho em này. Rồi ok, chị nào đặt mã này comment nhanh cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình được mua với giá xả 169.000 một chiếc. Từ 350.000 em xả còn 169.000. Cực kỳ là xinh luôn, phong cách tiểu thư tay lỡ cực kỳ là đẹp luôn. Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình được mua với giá 169.000. Mẫu cao 1m68 được chưa nào? Em đang mặc trên người em cao 1m68, nặng 50kg và em không hề ngán luôn các chị gái nhá. Ok, cho em xem váy trắng trên tường. Đợi em một chút xíu, váy trắng trên tường là váy dạ chị gái nhá. Từ từ bên em sẽ lên lần lượt từng mã được chưa nào? Chị gái nào mình ưng mã sản phẩm váy ren như em đang mặc, comment cho em đó chính là gì ạ? Xả váy ren kèm màu cộng cho em số điện thoại là bên em vào đơn.
tông màu đen, tông màu be và cuối cùng là tông màu trắng, chất liệu cực kỳ là đẹp luôn các chị nhá. Phần này hoàn toàn 100% chất liệu là gì ạ? U mì Hàn Quốc. Đấy, phần cổ là gen bi lưới, tay bi lưới và còn nó có bèo ở trước ngực mình cả đằng sau luôn các chị ơi, quá đúng là rồi, đẹp luôn. Xả váy gen kèm màu cộng rút đoạn của em có 3 màu, màu be, màu đen và màu trắng. Chị nào đã đang comment cho em là xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn được chưa nào? Bao nhiêu tiền cho mã sản phẩm này ạ? 350 em giảm còn 169.000, chị nào đã đang comment chốt nhanh cho em ạ. 350.000 em giảm chỉ còn là 169.000 thôi. Và hàng đều quan trọng là hàng có đầy đủ 3 size, size S, size M và size L. Từ 40 đến 58kg là mình có size vừa. Chị Huyền Thu em chốt hàng rồi chị gái nhá. Cứ để lại cho em đúng mã sản phẩm, để lại cho em đúng màu và để lại cho em đúng số điện thoại là bên em vào đơn. Đúng rồi. Chất liệu cực kỳ là đẹp luôn này. Đúng rồi, dáng xòe tự nhiên cực kỳ là xinh luôn cho em. Xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại cho em. Ngày hôm nay giới thiệu chị hai mã váy đồng giá 169.000, tức là váy gen và váy dạ. Váy dạ cũng 169.000 và váy gen là mã mới về cũng 169.000. Chị nào lấy mã này comment cho em là xả váy dạ, xả váy gen kèm màu cộng xuyên đoại cho em, cực kỳ là xinh luôn. Các chị ơi nhớ giúp em là bây giờ mùa cưới xin rất là nhiều rồi. Các chị với lại kể cả bây giờ thời tiết nó nắng quanh năm nó không có ấy đâu được chưa nào. Cao 1m58 bắt đầu trên cái gối cho em. Đây em mẫu cao là mặc trên gối. Còn những chị nào cao 1m58 thì mình sẽ mặc bắt đầu chạm gối, dáng rất là dài, rất là xinh cho em. Xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại cho em là mình được mua với giá xả được chưa nào? Đúng rồi, ngày hôm nay bao nhiêu tiền ạ? 350.000, ngày hôm nay bên em giảm chỉ còn là 169.000 thôi. Bên em không kèm đai các chị ạ nhỉ? Mua váy không kèm đai đúng rồi. Đúng rồi, mua thêm đai là 10.000 cho em ạ. Rồi ok, váy dạ trên tường cũng 169.000 các chị ơi. Nhớ giúp em là đồng giá 169 trong buổi live ngày hôm nay. Mặc cao 1m50 mình mặc ngang củ gối cho em được chưa nào? Xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại em Dung đang mặc đây là màu be. Em có màu be, màu đen và màu trắng, màu nào cũng xinh, em sẽ thử lần lượt các màu cho mọi người được chưa nào? 169.000 ạ, 350.000 em xả còn 169.000. Đúng rồi, cho nên chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì? Xả váy gen kèm màu cộng cho em số điện thoại, màu đen, màu be và cuối cùng là tông màu trắng, đầy đủ 3 size, size S, size M và size L. Trong khoảng cân nặng từ 40 đến bao nhiêu ký ạ? Từ 40 đến 58kg là mình có size vừa cho em này. Ngày hôm nay váy đồng giá xả 169.000, cứ mã sản phẩm nào mặc lên người đứng tại đây đều với giá là 169.000 các chị nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy gen kèm màu cộng cho em số điện thoại là bên em lên đơn 350.000 giảm còn 169.000. Nó quan trọng là hàng có đầy đủ size này. Đúng rồi, cho em xem cái màu da trên tường, từ từ bên anh sẽ thử nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang màu đen được chưa nào? Chị gái nào mình lấy mã này chốt nhanh đúng cho rồi. Em đi. Có váy này của em có đủ size S, M, L từ 40 đến 58 cân mình mặc vừa cho em. Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại cho em. Còn đây là mã sản phẩm váy dạ được chưa nào? Đây là mã sản phẩm váy dạ. Váy dạ của em là 169.000. Váy gen này, váy dạ đều đồng giá 169.000 cho em. Chị nào lấy váy này? Váy này của em là váy dạ các chị gái nhá. Váy này của em là váy dạ treo trên tường, đây là màu đen và trên kia là màu be. Đấy, váy của em đồng xả ngày hôm nay đồng giá ok này. Xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại giúp em là được mua váy gen với giá là 169.000. Xả váy dạ thì được mua váy dạ 169.000 mặc màu đen ok. Bây giờ sẽ lên màu đen cho mọi người được chưa nào? Váy dạ chờ em 2 phút nữa. Em sẽ lên lần lượt các mã luôn. Váy của em đủ size S, M, L từ 40 đến 58 cân mình mặc vừa. Các chị gái nhớ giúp em đặt hàng trên line mình mới được mua giá xả được chứ nào. Ok, lấy màu be đúng rồi. Xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại. Váy gen của em có 3 màu, màu đen, màu trắng và màu be, màu nào cũng xinh luôn. Từ 40 đến 58 cân mình mặc vừa. Bên em sẽ gọi điện để tư vấn chốt size. Chị nào mình muốn mua váy gen comment xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại giúp em. Xả váy gen kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn đó chả nhỉ? 350.000, ngày hôm nay bên em xả chỉ còn là 130 tiền ạ. 169.000 đúng rồi thôi. Ok, inbox giúp em á. Ok này, chị nào có số điện thoại mình có đơn hàng rồi. Ok, xả váy gen màu be đúng rồi, có số điện thoại rồi nhá các chị nhá. Ok này, đây là màu đen cực kỳ là xinh luôn này. Đúng rồi, chị nào lấy con váy này comment cho em là xả váy gen màu đen cộng số điện thoại cho em. Bao nhiêu tiền con váy này ạ? Rồi ok, 350.000 ở em bán lẻ. Em bán lẻ 350.000, ngày hôm nay em xả cho các chị gái với giá rẻ hơn cả giá bán buôn, 169.000 cho con váy gen cực kỳ là xinh như này. Chị nào lấy con váy này comment cho em là xả váy gen đen cộng số điện thoại cho em là mình có đơn được chưa nào?
350 xả còn 169.000 cho chị em nào mình đặt hàng trên livestream. Đúng rồi, 350.000 ngày hôm nay bên em xả chỉ còn là 169.000 thôi các chị nhá. Có 3 tông màu, màu đen, màu trắng và cuối cùng là tông màu be. Hàng quan trọng là có đầy đủ size set, size M, size L. Từ 40 đến 58 kg mình có size vừa, 47 kg mặc bao vừa cho em size M chị gái ơi. Chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Cái phần bèo ở phần ngực này, cổ là bi lưới này, chất liệu hoàn toàn toàn thân, đó là chất liệu là gì ạ? U mì các trẻ nha, co giãn 4 chiều rất là xinh luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả váy dạ kèm màu. Xả váy ren ạ. Xả váy ren kèm đúng màu cộng với cái phần bèo nhúng ở phần trước và bèo nhúng ở phần sau cực kỳ là xinh luôn các chị ơi. Hàng của bên em chưa bao giờ làm một ai thất vọng luôn. Xả váy ren kèm màu cộng xuyên đoại váy dạ, chờ em một chút ạ. Rồi ok. Chị nào đặt mã này comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng xuyên đoại cho em. Đúng rồi. Xả váy ren kèm màu cộng xuyên đoại là bên em vào đơn. 350.000 ngày hôm nay toàn giá đồng xả là 169.000 các chị ạ nhỉ. Cứ để lại cho em đúng mã, đúng màu và đúng số điện thoại là bên em vào đơn. Váy dạ màu đen và màu kem treo trên cũng là 169.000 chị gái nhá. Đợi em một chút xíu nữa, em sẽ qua mã từ từ các chị gái nhá. Bên đúng em sẽ rồi. Lên lần lượt em từng sẽ mã một. Cận cận cảnh một chút để cho các chị nhìn chất liệu này, các chị nhìn cho em phần bèo nhúng ngực này. Cực kỳ là xinh này, bèo bi lưới này cực kỳ là đẹp luôn, cả kể cả phần bờ đằng sau luôn. Rất là xinh luôn, cái mày may rất là thủ công và đặc biệt là may rất là kỹ luôn, được chưa nào? Rồi. Màu be là màu be em treo trên tường các chị ơi. Xả váy ren kèm màu cộng xuân thoại, cái mã này em gọi là váy ren các chị nhá. 169.000 một chiếc các chị ơi, nhớ giúp em này. Chỉ có 169.000 các chị đang mua được rẻ hơn cả giá buôn. Bình thường em đổ buôn là 175.000. Nhưng ngày hôm nay các chị mua lẻ còn được rẻ hơn giá buôn. 169.000 chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số thoại. Ok, chờ một chút xuống lấy kết quả ạ. Rồi ok. Đúng rồi, còn chị gái nào mình đặt mã này chốt nhanh cho em đi. Xả váy ren kèm màu cộng cho em số điện thoại màu đen này, màu trắng này và cuối cùng là tông màu da. Cổ bi lưới phần bèo ở trước ngực và chất liệu ở váy này hoàn toàn 100% là u mì Hàn Quốc các chị nhỉ. Đặt hàng chốt nhanh cho em đi, đó chính là gì ạ? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Chỉ có 169.000 thôi. Áp dụng chị gái nào mình đặt hàng trên livestream ngày nay, không có đơn hàng trên livestream ngày nay em lập là sẽ không bao giờ có cái giá này đâu các chị nhỉ. Giá này chỉ bán ưu đãi duy nhất trên livestream và duy nhất ở Brow mới có cái giá này thôi. Đấy, cho nên là chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Đó chính là gì ạ? Xả váy ren kèm màu cộng cho em số điện thoại. Bên em có đầy đủ là 3 tông màu, màu đen này, màu be và cuối cùng là tông màu da. Đầy đủ 3 size S, size M và size L. Từ 40 đến 58 kg là mình có size vừa cho em luôn. Đặt mã sản phẩm này nhanh chóng phía dưới được chưa nào? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại cho em. Váy của em có 3 màu, màu be, màu đen và màu trắng. Chị nào màu nào cũng xinh cho em. Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại. Chị nào muốn mua kèm thêm thắt lưng, mua thêm thắt lưng ra là thêm 10.000 cho em, được chưa nào? Muốn mua thêm thắt lưng ra là thêm 10.000, bên em không tặng thắt lưng đâu, được chưa nào? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại cho em là mình có đơn. Chị nào có số điện thoại là được quét đơn rồi, không cần bên em đọc tên, mọi người vẫn có đơn, được chưa nào? 169.000 này, giá em có ghim phía dưới đấy ạ. Giá gốc của nó là 350. Nhưng ngày hôm nay các chị sẽ được mua với giá xả. Rồi cái màu đang cầm đây được gọi là màu be các chị nhá. Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại, đen, be và trắng, được chưa nào? Đúng rồi, có tất cả là 3 màu đây các chị ạ, mình có thể nhìn thấy này. Mà nâng anh đang mặc đây là màu trắng, em đang mặc là màu đen. Tay em đang cầm đây là màu be, rất là xinh luôn. Màu nào cũng đẹp nhưng mà các chị gái mình lấy màu nào cũng được cho em nha. Đúng rồi, các chị nhìn cho em này, màu đen cực kỳ là sang chảnh và kiểu như là mình kiểu như sang chảnh quý vái ấy. Chị nào có da có thịt một chút mình lấy màu đen cho em. Đặc biệt cái thiết kế này của em có đường nhúng bèo may thủ công nhá. Đường nhúng bèo này toàn bộ được may thủ công cực kỳ là đẹp luôn. Đó các chị nhìn cho em này, rồi ok, xả váy ren kèm màu cộng xuân thoại. Phong cách bánh bèo vừa phải, không bánh bèo quá, được chưa nào? Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng xuân thoại. Đúng rồi, chị gái nào mình có số điện thoại là mình có đơn. Có số điện thoại là mình được mua với giá xả 169.000. Xả váy ren kèm màu cộng xuân thoại. Bây giờ sẽ thử cho mọi người màu trắng, được chưa nào? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại cho em, của em có 3 màu. Màu này của em là màu be các chị nhá. Màu này của em là màu be này, màu be, màu đen và màu trắng. Váy dạ của em cũng đồng giá 169.000. Xong em thử nốt màu trắng em chuyển qua váy dạ cho các chị này. Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại giúp em. Đúng rồi, xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn này. 350.000 em giảm còn 169.000 thôi. Cho nên chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. 350.000 xả còn 169 ạ. 350 xả
còn 169.000 thôi. Đúng rồi, đấy. Ok, chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em ạ. Ok, có số điện thoại, có đơn rồi ạ. Ok, Hiệp cô nương nhá các chị nhá. Các chị yên tâm là bên em quét đơn tự động. Ai mình có số điện thoại, mình có đơn hàng, mình không cần phải comment lại nhiều cho em được chưa nào. Bên em không đọc tên nhưng mà các chị vẫn được lên đơn rồi. Yên tâm cho em, bên em có hệ thống máy tính à. Rồi các chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng điện thoại 350.000 xả còn 169.000. Chị gái nào mình đặt nhanh tay mới có, bởi vì mẫu mới nó về số lượng rất là ít thôi, nó không có nhiều, nó không có số lượng không giới hạn, cho nên là số lượng này của em có rất là ít bởi vì hàng mới về. Các chị có thể, chị nào mà theo dõi fanpage của em mà có thể biết là hàng mới về, cho nên là số lượng cực kỳ là ít luôn, số lượng chỉ để trải nghiệm thôi. 169.000, chị nào lấy comment chốt nhanh cho em xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại cho em là mình có đơn được chưa nào. Đặt hàng chỉ cần comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. 350.000 em giảm chỉ còn là 169.000 các chị nhá. Màu trắng này rất là xinh luôn các chị ơi. Đúng, nói chung là cái phần cổ các chị, mình có thể nhìn thấy phần cổ nó thiết kế cực kỳ là tinh tế luôn các chị nhá. Phần cổ này rất là đẹp luôn. Đấy, cho em chị gái nào mình lấy mã này nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Xả váy ren kèm màu cộng. Đúng rồi, đây là váy ren màu trắng rất là xinh luôn. Chị nào mà thích phong cách công chúa tiểu thư mình lấy màu trắng cho em. Xả váy ren màu trắng cộng số điện thoại cho em. Bao nhiêu tiền cho con váy này ạ? 169.000 các chị nhá. 350.000 giảm chỉ còn là 169.000 thôi. Em đang vào đơn cho tất cả những chị gái nào, mình để lại cho em đúng cú phát đặt hàng đấy ạ. Có hàng có đầy đủ 3 size, size S, size M và size L, từ 40 đến 58 kg là mình mặc vừa cho em chị gái trang ruby nhá. Cho nên là các chị gái mình chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc thôi. Cân nặng mặc tối đa vừa và đẹp cái váy này là 58 kg. Em đang vào đơn cho tất cả các chị gái mình rồi. Đúng rồi, ok này, rồi ok chị gái. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, chị gái nào mà muốn mua thêm đai lưng da nhá. Còn đai này là đai của em người mẫu nhá. Đai này là đai chun của em người mẫu, còn đai lưng da rồi ok. Mẫu có túi kia, áo dạ kia, váy dạ kia cũng đồng giá. Đúng rồi, ngày hôm nay đồng giá 169.000. Váy ren ngày hôm nay của em cũng 169.000. Chị nào muốn lấy váy ren comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng xuân loại. Cực kỳ là xinh luôn, phải nói là quá là xinh luôn. Chỉ có 169.000 thôi. Chị nào mình đặt hàng comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại có 3 màu, màu đen, màu be và màu trắng. Màu đen, màu be và màu trắng chỉ 169.000 được không nào? Có 3 tông màu đen, be và trắng, 3 size, size S, size M và size L, 3 size, 3 màu, 9 sự lựa chọn cho tất cả các chị gái mình luôn. Cho chị gái nào mình đặt màu nào chốt nhanh cho em là gì ạ? Xả váy ren kèm màu cộng cho em số điện thoại là bên em lên đơn các chị gái nhá. Áo dạ, váy dạ ngày hôm nay cũng đồng xả 169.000, váy ren cũng 169.000. Tất cả những mã sản phẩm ngày hôm nay xuất hiện trong livestream ngày hôm nay đều là 169.000. Bên em kho buôn ở Hà Nội các chị gái nhá, bên em kho buôn ở Hà Nội và ship hàng toàn quốc luôn. Từ 1 đến 3 ngày là các chị gái mình sẽ nhận được hàng luôn đấy ạ. Đó, cho nên là còn chị gái nào mình lăn tăn về mã sản phẩm và váy ren này, nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc, bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn các chị gái nhá. Quá là đẹp luôn. 3 tông màu đen, be và trắng các chị nhá, 3 màu, 3 size luôn. Từ 40 đến 58 kg là mình mặc vừa đẹp luôn các chị nhá. Đấy, bên em chỉ tư vấn mặc đẹp thôi, còn không tư vấn mặc xấu, cho nên là bên em tư vấn đến cân nặng tối thiểu để mặc đẹp là các chị gái mình ưng rồi. Đúng rồi. Đấy. Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại cho em, chị nào mình có số điện thoại, mình có đơn hàng cho em. Bên em từ 40 đến 58 cân mình mặc vừa cho em nhá các chị nhá, có S, M, L. Từ 40 đến 58 cân mình mặc vừa. Đặt hàng comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại của em có 3 màu, màu be, màu trắng và màu đen. Từ 40 đến 58 cân của em màu trắng rất là xinh luôn. Các chị có thể nhìn nhiều, chị bảo là màu trắng đấy, nhưng mà đây này mặc vào xinh như công chúa luôn. Chị gái nào mà thích phong cách lịch sự trang nhã mình lấy màu trắng phần cho em. Phần cổ của nó rất đúng là xinh rồi. Luôn các chị. Phần cổ của nó rất là đẹp luôn, màu trắng kiểu như không hề là bị ấy đâu. Không hề là nhiều chị bảo trắng nhìn nó sợ bẩn hay là gì, không hề bẩn đâu các chị nhá. Rồi ok, màu trắng cực kỳ là xinh cho em. Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại, đây là màu be, trên kia là màu đen và em Dung đang mặc đây là màu trắng. Chị nào lấy comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn hàng. Chị gái nào mình muốn mua thêm đai da là thêm cho em 10.000 cho em. Đai da giống đai da như Mai Nơ Canh đang màu trắng và màu đen đang mặc kia được chưa nào? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại giúp em. Đúng rồi, xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. 350.000 giảm chỉ còn là 169.000. Em đang vào đơn tất cả những chị gái nào mình để lại cho em đúng cấu trúc đấy ạ. Cho nên là các chị gái mình không cần phải comment chiều cao cân nặng, cũng như là kiểu dạng như hỏi là chị đã được lên đơn chưa. Bên em đang lên đơn cho tất cả những chị gái mình, bởi vì nhiều chị gái mình để lại đúng cấu trúc quá, em không thể nào mà lên không thể nào mà đọc tên hết được các đúng chị gái nhá. Ok đấy. Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại được chưa nào? Đủ size này, kiểu dáng này, kiểu dáng này, ren được may thủ công, phần ngực này, phần dưới là u mì này các chị ơi.
ren vối u mì, vần tay lưới là lưới bi, cực kỳ là xinh, công chúa luôn cho em. Thiết kế này mặc mùa thu cực kỳ là xinh đẹp luôn các chị nhá. Các chị nhớ cho em này, bây giờ nắng quanh năm, các chị mặc đến Tết cho em cực kỳ xinh luôn. Chị nào miền Bắc, còn chị nào miền Bắc Trung Nam ấy, Bắc Trung Nam đều mặc quá là đẹp con này luôn. Chị nào đặt mã này comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại 169.000 cho chị gái nào mình đặt hàng trên livestream được chưa nào. Còn bây giờ em sẽ phải chuyển qua cái mã sản phẩm váy dạ cho các chị được chưa nào. Váy của bên em Bắc Trung Nam, xuân hạ thu đông, mùa nào mình mặc cũng xinh cho em. Mặc váy của bên em vào thì người yêu, à, chồng thì yêu mà người yêu thì chiều các chị nhá. Rồi ok, cực kỳ là xinh luôn cho em. Cứ mặc vào cứ xinh là ai cũng chiều hết được chưa nào. Mặc màu đen chị xem nào. Rồi ok, màu đen em vừa thử rồi, bây giờ em chuyển qua mã sản phẩm váy dạ được chưa ạ. Các chị nhớ giúp em này, ngày hôm nay em xả cho các chị, xả cho các chị rẻ hơn cả giá buôn, cho nên chị gái nào mà mình mua được trong ngày hôm nay là cực kỳ là ưu đãi được chưa nào. À, mẫu cao 1m68 chị gái nhá, mẫu cao 1m68 nặng 50 cân đấy. Chị nào đặt váy dạ của bên em thì là 169.000, váy ren cũng 169.000 luôn. Đồng giá các chị nhá. Đấy, cho nên là chị gái nào mình đặt mã nào chốt nhanh cho em đi. Bây giờ em sẽ chuyển sang váy dạ các chị gái nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang váy dạ này. Đúng rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua thử cho các chị mã sản phẩm váy dạ cực kỳ là xinh luôn. Phải nói quá xuất sắc cho mã sản phẩm váy dạ luôn. Váy dạ của em cũng có 100 rồi ok. Váy len ạ, rồi ok, váy len không có, hôm nay không có chị nhá. Rồi ok, chị nào đặt mã sản phẩm váy dạ thì bây giờ em sẽ lên sóng cho các chị váy dạ được chưa nào. 169.000 các chị nhá. Đúng rồi các chị này, em đang mặc đây là mã sản phẩm váy dạ của bên em. Váy dạ em đang mặc trên người đây là váy dạ màu B. Váy dạ bên em cũng có 3 size, size S, size M và size L. Từ 40 đến 58kg là mình mặc bao xinh và bao đẹp cho em các chị nhá. Thiết kế của váy dạ này, phần tay này, phần cổ này hoàn toàn 100% là von lụa. Từ phần thân đổ về xuống dưới hoàn toàn 100% chất liệu là dạ các chị nhá. Dạ là dạ bệ sợi gãy kim tuyến. Em sẽ đứng gần cho chị gái mình xem cận cảnh chất liệu của váy dạ này này. Nó còn có hai cái phần túi ở trước người này, rất là xinh luôn. Đấy, váy dạ nha, nó mặc có hai màu là màu đen và màu B. Chị gái nào mình lấy váy dạ này comment cho em đúng cấu trúc là gì ạ. Xả váy dạ kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn cũng 350.000. Ngày hôm nay bên em xả đồng giá 169.000. Và hàng đều có đầy đủ size số, size S, size M và size L. Từ 40 đến 58kg chị mặc vừa cả váy dạ, mặc vừa cả váy ren luôn các chị ạ nhỉ. Cho nên là đặt hàng nhanh chóng comment cho em là gì ạ. Mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn 350.000 giảm còn 169, 350 giảm còn 169.000 cho tất cả những đơn hàng nào mình để lại cho em đúng cấu trúc trên livestream ngày hôm nay này. Ok này, váy ren công sở đi ạ. À, đây chị gái ơi, váy ren này mình nói chung là tất cả những sản phẩm này bên em mặc đi đâu cũng được mà, mặc rất là kiểu đúng rồi. Chị nào lấy váy luôn này comment nhanh cho em là gì ạ. Xả váy dạ kèm màu cộng số loại, váy dạ của em có hai màu là màu đen và màu be, cực kỳ là xinh. Phần cổ thắt nơ cực kỳ là đẹp luôn, chất liệu bi lưới và phần hai phần túi này các chị nhìn cho em này. Hai phần túi của em là có cái đường diềm bèo cực kỳ là đẹp luôn. Dáng chữ A các chị nhá, dáng này bo eo một chút này, dáng chữ A cực kỳ xinh luôn cho em. Ok, lấy váy len ạ. À, rồi ok, chị vào inbox cho bên em nhá. Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy dạ kèm số điện thoại cho em. Các chị có thể đứng gần cận cảnh cho chị xem chất liệu này. Quay đằng trước cho chị xem cận cảnh chất liệu này. Đấy các chị ấy, mình có thể nhìn thấy cận cảnh chất liệu của bên em hoàn toàn 100% là dạ bệ sợi gãy kim tuyến, mặc bao đẹp và bao xinh luôn cho em này. Đặt hàng chốt nhanh cho em này. Ưng váy ren comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng cho em số điện thoại. Váy ren có 3 màu, màu B, màu trắng và màu đen. Có 3 size, size S, size M và size L. Từ 40 đến 58kg mình mặc vừa tất cả những mã sản phẩm của bên em được chưa ạ. Đấy, cho nên chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang giang dở đơn hàng thì nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Ưng váy dạ comment là xả váy dạ. Ưng váy ren comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Size số thì có đầy đủ 3 size, size S, size M và size L. Từ 40 đến 58kg các chị gái mình mặc vừa sản phẩm của bên em. Cho nên là trong khoảng cân nặng đó chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc là bên em sẽ lên đơn hàng các chị gái nhỉ. Đấy, cho nên là chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Ok này, em đang vào đơn tất cả các chị gái mình rồi. Đấy, em còn không kịp cả đọc tên luôn này, rất là xinh luôn các chị gái mình có thể. Đúng rồi, xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại hoặc là xả váy dạ kèm màu cộng số điện thoại. Váy dạ của em màu be các chị nhá. Chị nào lấy váy dạ này comment cho em là xả váy dạ màu be cộng số điện thoại cho em, màu trắng nó nhỡ nhầm với mã khác. Màu này của em là màu be các chị nhá. Màu be và màu đen. Chị nào lấy váy này comment cho em xả váy dạ kèm màu cộng số điện thoại hoặc là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại. Bây giờ thử cho mọi người xả váy dạ màu đen nhé các chị nhá.
toàn bộ ngày hôm nay đồng xả từ 350 xả còn 169.000. Chị gái nào mình để lại đúng cú pháp mình có đơn hàng cho em. Ok, màu be váy dạ, ok cảm ơn chị gái luôn này. Váy dạ của em có hai màu thôi là màu be và màu đen. Váy ren của em có ba màu là màu đen, màu trắng và màu da, được chưa nào? Chị nào đặt hàng mình có số điện thoại mình có đơn hàng giúp em. Đúng rồi, chỉ cần có số điện thoại và có mã là mình có đơn. Không có số điện thoại, không có mã là mình không có đơn cho em các chị nhỉ. Bây giờ em sẽ mặc sang váy dạ màu đen này, rất là xinh luôn các chị ơi, xinh cực kỳ luôn. Đúng rồi, cực kỳ là xinh luôn, cho nên chị nào mình muốn mua mình chốt nhanh, chốt gọn, chốt lẹ cho em. Xả váy dạ kèm màu cộng số điện thoại hoặc là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại giúp em. Nhớ cho em, ngày em xả rất là rẻ luôn, cho nên chị nào mình muốn mua mình chốt cho em. Chị gái nào mình muốn mua mình chốt gọn chốt lẹ cho em, được chưa nào? Xả váy ren hoặc là xả váy dạ cộng số điện thoại cho em là mình được mua với giá rất là sốc luôn, được chưa nào? Đúng rồi, đây các chị ơi, em đang mặc trên người đây là váy dạ màu đen. Màu đen này mặc lên nó nhiều khi là nó hơi lóa các chị nhá. Em sẽ đứng xa ra để cho nó bớt lóa này. Em đang mặc đây là váy dạ màu đen. Ngoài màu đen này bên em còn có tông màu trắng, à tông màu be các chị nhá. Váy dạ có hai màu là màu đen và màu be. Váy ren thì bên em có ba màu, màu be, màu trắng và màu đen. Ưng tông màu nào chỉ cần chốt cho em thôi, bởi vì sao, nó đồng giá chả nhỉ. Đồng giá là 169.000 và đều có đầy đủ ba size, size S, size M và size L. Từ 40 đến 58 kg mình đều bao vừa cho em tất cả những mã sản phẩm ngày hôm nay. Và lưu ý cho em các chị nhân, lưu ý cho em một điều này, là cái váy dạ này thì chất liệu của nó là dạ bện sợi gảy kim tuyến nhá, rất là đẹp luôn và nó sẽ không có giãn đâu. Còn như cái kiểu dạng như là váy ren này, nó chất liệu là u mì, nó có sẽ có giãn. Cho nên là váy dạ này bên em chỉ khuyên các chị gái là cân nặng tối đa vừa là 58 kg thôi. Đấy, cho chị gái đúng rồi, ok được chưa nào? Rồi, ok bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay số rồi, ok ship toàn quốc 30-35 nghìn cho em, ship Hồ Chí Minh là 35 nghìn cho em, được chưa nào? Xả váy ren hoặc là xả váy dạ cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn hàng. Chị nào mình đặt hàng comment chốt nhanh cho em ạ. Đây là váy dạ màu đen các chị nhá. Bao nhiêu tiền cho mã sản phẩm này ạ? Chỉ có 169.000 thôi. Chị gái nào đặt mã này comment cho em là xả váy dạ kèm màu cộng số điện thoại cho em là mình có đơn. Từ bao nhiêu tiền ạ? Từ 350 xả còn 169.000. Chị Thùy Trang Phạm Đức muốn lấy thì bổ sung cho em mã sản phẩm cộng số điện thoại cho em. Váy dạ của em có hai màu là màu đen và màu be. 169.000. Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy dạ đen cộng số điện thoại là được mua với giá 169.000. Em cả 1m68 các chị gái nhá. Em cả 1m68 nặng 50 kg thì các chị gái mình cảm tưởng như là ngắn, nhưng mà váy này không hề ngắn đâu. Chị gái nào mình cao 1m56 thậm chí mặc ngang gối hoặc qua gối cơ. Cho nên là đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc, mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Ưng váy ren chốt cho em là váy ren, ưng váy dạ chốt cho em là váy dạ kèm màu cộng số điện thoại. Váy ren ba màu đen trắng be, váy dạ hai màu be và đen, ba size S, M và L, từ 40 đến 58 kg mình bao vừa và đồng giá 169.000 cho tất cả những đơn hàng nào mình để lại cho em đúng cấu trúc, được chưa nào? Ok này, em đang vào đơn cho tất cả các chị gái rồi này, Hà Minh rồi, ok này, Thu cho rồi, đúng ok rồi, này, đúng chị rồi gái các chị nào có số điện thoại mình có đơn hàng rồi yên tâm nhá. Đây là váy dạ màu đen của em, cực kỳ là xinh luôn cho em. Đúng chất rồi. Liệu là dạ xịn nhá, dạ xịn gậy bện sợi gậy kim tuyến, có nghĩa là làm sao ạ? Bên em là nhập buôn, bên em là đánh cả container mới có 100.000 mét, còn chị mua ngoài là 180.000 một mét, mà bây giờ làm lên một cái váy thành phẩm như này chỉ có 169.000. Chị nào muốn lấy váy này comment cho em là xả váy dạ kèm màu cộng số điện thoại. Váy dạ của em có hai màu là màu be và màu đen. Giá này đẹp nhất Việt Nam luôn. Chị gái nào ấy, đây, cái túi này của em rất là rộng để vừa cái iPhone này. Đấy, để vừa cái iPhone rất là to luôn. Mình ví dụ đấy, nha, mình đi ăn trưa mình không có tiện mang theo túi sách ấy các chị ấy. Để rồi một chút tiền và để một cái điện thoại ở đây là mình đã là bao xinh rồi. Đúng rồi, xả váy dạ kèm màu cộng số điện thoại. Váy dạ 169.000 của em có màu đen và màu be. Chị đúng nào rồi. Lấy váy dạ comment xả váy dạ kèm màu cộng số điện thoại cho em. Lấy váy ren comment xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại cho em là mình có đơn. Bây giờ em sẽ phép chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Bên em sẽ quay trở lại thử lại cho chị cái mã sản phẩm váy ren trước khi kết thúc buổi live ngày hôm nay. Chị nào mình muốn lấy thì mình chốt nhanh cho em, được chưa nào? Đúng rồi, bây giờ em sẽ quay trở lại cái váy ren màu be hoặc là màu đen be các chị ạ nhá. Đúng rồi. Các chị nhớ cho em này, ngày hôm nay giới thiệu chị hai mã sản phẩm đồng giá 169.000. Đấy là váy dạ và váy ren. Váy dạ có hai màu là màu be và màu đen. Váy ren có ba màu, màu đen, màu be và màu trắng. Đồng giá 169.000. Chị gái nào mình đặt hàng mình để lại cho em đúng cú pháp cho em là xả váy ren hoặc là xả váy dạ là mình được mua với giá xả cho em, được chưa nào?
Ok, váy dạ màu đen đúng rồi. Ok, vào đơn cho chị gái luôn này. Chị gái nào mình có số điện thoại và mình có mã sản phẩm là mình có đơn hàng cho em. Váy dạ 169.000, váy ren 169.000. Ok này, đúng rồi, chị gái để lại cho em số điện thoại. À ok, kết thúc buổi live ngày hôm nay em chụp ảnh đăng lên tường nhé, bởi vì các chị nào mà chúng đang không còn ở trên này nữa rồi. Bên em vừa kiểm tra hệ thống là không còn trên này nữa rồi. Đấy, cho nên em sẽ đăng lên trên tường được chưa nào? Xả váy ren hoặc là xả váy dạ cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Đúng rồi, bây giờ em sẽ quay trở lại váy ren màu B các chị gái nhá. Bây giờ em sẽ quay trở lại cái váy ren màu B để cho các chị gái mình lựa chọn này. Đấy, em đang mặc đây là váy ren màu B rất là xinh luôn này. Cái phần cổ của nó đẹp luôn nhá các chị gái nhá. Nhìn thấy phần cổ của nó này, cực kỳ là yểu điệu luôn này các chị gái ơi. Phần tay thiết kế là ren lưới bi. Đấy, còn đây là bèo này, chất liệu ở dưới chân váy đây là hoàn toàn 100% là u mì các chị gái nhá. U mì có cực kỳ là xinh luôn. Đúng rồi, cực kỳ là xinh luôn các chị nhìn cho em này. Đây toàn bộ đây được may thủ công nhá, cả đằng sau luôn. Cả đằng sau cũng được may thủ công, cực kỳ là xinh luôn nhá các chị nhá. Kiểu nhìn từ đằng sau đã biết là xinh gái rồi, được chưa nào? Cho nên chị nào đặt hàng mình chốt nhanh cho em ạ. Rồi cái váy này của em bao nhiêu tiền ạ? 169.000 cho mã sản phẩm này. Mã sản phẩm này của em là xả váy ren, được chưa nào? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại cho em. 350.000 xả còn 169.000 được chưa ạ? Đúng rồi, 350.000 em xả còn 169.000 chị gái, cô gái họ Mai nhá. Đấy, bên em váy ren này bên em có 3 màu, màu đen, màu be và màu trắng này. Đúng rồi, ok chị gái Lan Anh này. Đấy, còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Váy ren và váy dạ đồng giá xả là 169.000. Đặt hàng chỉ cần để lại cho em là gì ạ? Mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Đồng giá xả 169.000 các chị gái nhá. Ok này, xòe 145.000 mà không thấy gửi. Xòe nào mà 145.000? Chắc là xòe tay lỡ. À xòe tay lỡ à? Ok chị gái Nguyễn Diệu Hương, chị gái có thể comment lại đơn hàng cho em ở trên này nha. Comment đúng lại rồi, cho ok em đi. Này, chị nào lấy váy này comment nhanh cho em là gì ạ? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại. Ok này, chị gái nào mình muốn kèm thêm đai thêm cho em 10.000 nha, em nói luôn ạ. À, rồi ok, xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại rồi ok, 45 cân rồi ok, không bị ngắn đâu ạ. Bạn mẫu 45 này cân. Cao 1m68 chị ơi. Bạn mẫu này cao 1m68 mà không hề ngắn, thì chị nào mà cao 1m53 thì cũng không hề lo ngắn đâu chị ơi. Chị nào đặt hàng mình comment cho em. Xả váy ren, đây là váy ren của em có 3 màu này. Của em có màu trắng, màu đen và màu be. Đây đứng lùi cho chị xem. Đúng cả rồi. 3 màu này. Cả 3 màu luôn các chị ơi. Đúng rồi, váy rất là đẹp luôn. Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng xuân thoại. Kiểu dáng bánh bèo vừa phải, không điệu đà, không cứ nghĩa là không bị kiểu quá. Không bị lồng lộn quá, được chưa nào? Các chị có thể mặc đi làm, đi chơi đều rất là xinh luôn. Hoặc là đi ăn cỗ cưới đều rất là đẹp luôn. Nói chung bao chỉ là kém cô dâu tí thôi, được chưa nào? Xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Váy ren 3 màu, váy dạ 2 màu. Chị nào mà mình mới vào, mình ở lại live stream thì nữa mình xem lại live giúp em được chưa nào? Còn bây giờ bên em chuẩn bị hết thời lượng phát sóng live stream rồi. Chị gái nào mình muốn đặt hàng mình chốt nhanh cho em để được mua với giá xả, được chưa nào? Đúng rồi, chỉ có là 169.000 thôi. Bên em chuẩn bị kết thúc live stream rồi. Cho nên là còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhỉ? Ơi, hai cái phần màu đen và màu be treo trên này là váy dạ các chị nhá, 169.000. Còn em đang mặc cũng như là hai con mannequin canh đang mặc đó là váy ren các chị gái nhá. Đấy, đúng ok rồi. Này. Đúng rồi, chị gái nào mình muốn xem màu đen và màu trắng mình ở lại livestream mình xem lại livestream giúp em nhá. Còn bây giờ em đã thử đủ màu rồi. Bây giờ em sẽ phép kết thúc cái buổi live ngày hôm nay. Chị gái nào mà mình có cái lưu luyến về cái sản phẩm này để thì đúng rồi thì là mình sẽ ở lại livestream mình xem lại live giúp em. Còn cái váy toàn bộ em đã thử đủ rồi. Toàn bộ em đã thử đủ màu, đủ mã rồi. Bây giờ chị nào mình muốn mua hàng, mình ở lại live giúp em, mình xem lại live giúp em nhá. Còn bây giờ em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay rồi. Ok, còn chị nào mà muốn mua váy này các cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại. Váy ren có 3 màu, toàn bộ đều có đủ size S, M, L, từ 40 đến 58 cân mình mặc vừa cho em. Ok này, đúng rồi, có số điện thoại mình có đơn hàng giúp em. Bây giờ chị nào gái nào mà đã xem từ đầu đến giờ rồi mà đưa ra quyết định thì chốt nhanh cho em để bên em gửi hàng bởi giao. Số lượng có hạn, hàng này của bên em ạ. Rồi ok. Rồi ok, váy ren đẹp quá mua sau live chị ơi. Toàn bộ em đang đồng xả 169.000. Chị nào mà kết thúc live rồi mà vẫn đặt hàng vẫn được mua với giá 169. Nhưng mà đặt nhanh cho em ạ. Rồi ok, 169.000 một chiếc các chị nhá. Chị nào mình muốn mua mình chốt nhanh cho em live nào, các chị nhận hàng như thế cho em được chưa nào? Đúng rồi, ok cho em nha. Còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em này. Mua váy ren, ưng váy ren chốt cho em là gì ạ? Xả váy ren kèm màu cộng cho em số điện thoại. Đen, be và trắng. Váy dạ có hai tông màu là tông màu đen và tông màu be, cũng 169.000. Váy dạ hay váy ren đều có đầy đủ 3 size S, size M và size L chị gái Nguyễn Kim Chi nha. Từ 40 đến 58 kg mình mặc vừa cho em cả hai mã sản phẩm, váy dạ lẫn váy ren luôn. Và đồng giá là 169.000 được không ạ? Đấy, cho nên là chị gái nào mình lăn tăn thì nhanh chóng chốt nhanh cho em đơn hàng ở trên này đi. Mua váy dạ comment cho em là xả váy dạ.
mua váy ren comment cho em là xả váy ren kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn, size số sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn sau khi kết thúc livestream. Cho nên tất cả những chị gái nào mình để lại đúng cấu trúc, mã, màu và số điện thoại, tí nữa bên sẽ có người gọi điện chốt đơn hàng cho chị gái nhá. Ưng váy ren à, ưng váy dạ, chốt váy dạ, ưng váy gì, váy ren, chốt cho em là váy ren được chưa nào. Còn bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Chị gái nào mình mới vào xem livestream, chưa xem rõ dáng và chưa xem rõ bảng màu thì tí nữa khi bên em kết thúc livestream các chị gái mình tua xem lại giúp em nhá. Còn từ nãy giờ bên em đã thử tất cả những dáng và đầy đủ các màu rồi. Bây giờ còn chị gái nào mình đặt thì mình đặt thôi. Đúng còn rồi, bây giờ ok này, đúng rồi. Đúng rồi, váy dạ của em có hai màu là màu be và màu đen trên kia. Váy ren có ba màu, màu đen, màu trắng và màu be. Còn tình yêu nào đặt hàng mình chốt nhanh cho em ạ. Bây giờ em sẽ phải kết thúc cái buổi live ngày hôm nay. Xét cái số thời lượng livestream, chị gái nào đặt hàng mình chú ý nghe điện thoại để bên em gọi điện tư vấn chốt size cho mọi người. Và các chị nhớ cho em là bên em chỉ gọi điện chốt size xin địa chỉ, không yêu cầu các chị chuyển khoản trước, cho nên các chị nhớ cho em này. Nhớ cho em là theo dõi fanpage Brown của bên em hoặc là Thu Quảng Châu hoặc là thời trang rẻ và đẹp nhất Việt Nam ở chế độ xem trước để luôn được mua hàng đẹp giá rẻ được chưa nào. Ok, chào tất cả các chị gái mình luôn nhá, được chưa?